Xin kính chào các thượng đế. Buổi chiều ngày 13 tháng 4 năm 2024. Chiều nay thì có 4 đồng chí lên đường. 1 2 3 4. Đài cassette địa chỉ tới huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Đây là mã số của đơn hàng này. Đấy, Cẩm Giang, Hải Dương. Đây là hai cái loa đài mà mình thanh lý 25.000 đồng một chiếc đấy. Hai cái loa là 50.000 đồng. Với lại cái mạch equalizer đài Sony 1000S. Địa chỉ tới xã Ea Cao, Buôn Ma Thuột City, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là băng cassette. Địa chỉ tới xã Thống Nhất, Lào Cai City, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đây cũng là băng cassette, địa chỉ tới huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Điểm danh 1 2 3 4. Thôi, thế dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt